chào mọi người đã đến với kênh của Audio và mình là Thành. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video đi đắp tạch thực tế về một cái cấu hình nghe nhạc. Mọi người có thể thấy ở đây chúng ta sẽ cấu hình của ngày hôm nay sẽ bao gồm là một cặp loa Beega Classic 3.0 và một chiếc âm một đây là cái con đắp DC của dòng Cambridge CSN V2. Và để mà nuôi cái cặp loa thì chúng ta sẽ có một cái chiếc âm ly của Cambridge luôn, đó là với cái mã của nó là CSA81. Và với cấu hình này thì mình có tặng kèm thêm cho khách hàng bên mình, đó là một bộ dây loa của Norton 3m. Cái bộ dây loa này giá của nó cũng khoảng 7,2 triệu á, và thêm một cái cặp DCA cũng của Norton của Pháp luôn đó. Thì với cái tổng cái cấu hình này thì giá đâu đó nó rơi vào khoảng là 93,500. Thì bây giờ mình sẽ mời mọi người theo chân mình đi lắp đặt tại thực tế đa nhà khách, cũng như là chúng ta sẽ trải nghiệm cách âm của bộ này ở nhà không gian khách như thế nào. Ok, thì bây giờ mình đã vận chuyển cái những sản phẩm của nghe nhạc của anh Quang đến nhà rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu một cái quy trình, cũng như mình sẽ lắp đặt trong cái không gian của khách này cho mọi người nhé. Thì với cái lo Beega này thì là mẫu Classic 3.0 và dòng này được xuất xứ tại Thụy Điển luôn, rất là đẹp. Thụy sĩ nhá, mình xin lỗi. Đây anh chọn cho mình là cần đèn. Bên một bên đi, tí mình sẽ đọc từ sau. Catalog của nó, manual của nó, CSN V2 của Cambridge. Có nguồn cam viết này thì mình đã có lắp một bộ ở khách rồi, anh khá ok. Một chiếc âm ly CSA81. Đây là tiếng Pháp, lọc tên của Pháp. Lọc sợi 3m. Và cái bộ này là nếu mà chúng ta mua lẻ là nó sẽ đào khoảng 7,2 triệu gì đó. Một triệu. Và thêm cái bộ Risa nữa, đây bộ Risa cũng là của Norton của Pháp luôn. Thì cái cấu hình này á, thì thật sự ra nếu mà chúng ta lắp đặt ở cái không gian phòng khách khoảng tầm 15 đến 20 mét vuông nữa là nó quá đẹp, nó phải đáp ứng hầu như là đầy. Norton
Ok, thì bây giờ mình đã lắp xong cái cấu hình nghe nhạc này rồi. Thì bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình nghe một số bài hát trên cái cấu hình của con Camrip này kết hợp với cặp loa Bira mà chúng thông. Chiều nắng sang, nghe trong lòng anh còn bao lời cảm ơn, lời xin lỗi. Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi, tình yêu em trao cho anh mất đi sao đành. Nghe bao yêu thương lâu nay dặn lòng cố quên, giờ lại thiết tha. Sâu trong đêm một màu mắt nâu, anh mắt tay vẫn chắc chưa cả trời ước mơ. Anh mưa tay trong tay nhau mình lại như chưa từng xa cách. Cho anh hôn đôi mi em mất bao đêm rồi, cho anh ôm bao cô đơn thắt tim em gầy. Cho anh yêu em hơn xưa vì buồn đã mọi người cũng đã vừa trải nghiệm xong bài hát của mình, mời mọi người cùng nghe. Thì bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất và cũng như là những sản phẩm mới, những cái buổi độc đặc tới như thế này. Chào mọi người, hẹn mọi người trong những video tiếp theo.